những điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn sau khi uống một lon nước ngọt mỗi ngày. Trong nước ngọt thì không có chất xơ, không có vitamin, chất khoáng hay dinh dưỡng, mà trong nước ngọt chứa rất nhiều đường và các năng lượng không cần thiết. Vì vậy nước ngọt không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên đây lại là thức uống được rất nhiều người ưa thích. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn sau khi uống nước ngọt? Thì các nhà khoa học đã đưa ra một nghiên cứu về những biến đổi bên trong cơ thể người trong vòng 1 giờ đồng hồ sau khi uống nước ngọt có ga. Trải qua những biến đổi trong máu, hệ thần kinh và não bộ thì caffeine bắt đầu phát huy tác dụng lợi tiểu. Tuy nhiên trong quá trình bài tiết thì lượng canxi, magie và kẽm sẽ được đào thải ra ngoài cùng với natri, nước và chất điện giải. Do đó thì cơ thể của bạn sẽ bắt đầu cảm thấy uể oải, mệt mỏi và bạn rất dễ cáu gắt. Ngoài ra thì lạm dụng nước ngọt còn gây ra một số tác hại sau đây. Thứ nhất, gây ra nhiều bệnh lý. Thứ hai, làm suy giảm chức năng tinh hoàn. Nước ngọt thì có hương vị hấp dẫn và giúp giải khát rất tốt. Tuy nhiên đối với những tác hại mà nó mang lại thì tôi khuyên bạn không nên sử dụng quá nhiều để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Các bạn đừng quên like, share và theo dõi bếp để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích nha. Sống lành, đồng hành chăm sóc sức khỏe gia đình bạn.